Hello, xin chào tất cả 500 anh em. Hôm nay mình vấn đề chúng ta sẽ nói là gì đây? Một vấn đề khá quen thuộc, đồ của Boss. Năm nay mình sẽ review đánh giá cho anh em về đùm bánh căm ghét leo của Boss làm. Đấy, này mình không có mà phục vụ muốn nhu cầu đã kích ai nha, nhưng mà mình review bằng cái tâm của mình thôi ha. Rồi cái này là mình review vừa cho Boss muốn thấy, nếu mà Boss có xem clip này của mình á thì mình nghĩ là Boss sẽ rất là vui, thì mình luôn ủng hộ hàng của Boss. Đây, lấy rất nhiều. Đấy, nhưng mà có cái buồn ở đây là cái gì và tại sao mình làm cái món đồ cho mịt đen này, em nhớ đón xem nha. Bây giờ intro nào. Hello, và quay lại tới câu chuyện của đùm winner bánh căm ghét leo. Đây, đầu tiên mình sẽ review về cái cái thùng. Mình sẽ review về cái đùm sao cái đã. Đấy. Cái đùm winner bánh căm mình không biết có nghĩa là nhiều khi là Boss làm đợt này là đợt đầu tiên hay sao, mà cái nước sơn nó không có đẹp như là cái đùm mà bánh căm của Exeter. Đấy, mình rất thích cái nước sơn của đùm bánh căm Exeter, nó rất là đẹp, mà không biết sao cái lần này làm như Boss làm hơi bị cái kiểu mà hơi bị làm như cái kiểu mà lô hàng đầu á, đợt đầu ra sao á, mà nước sơn nó không có đẹp. Đùm thì có cái bị chảy xước nhiều, không biết cái này do phần đó đóng gói hay là bên khâu sơn. Đấy, anh em thấy không, mình bóc ra một cái thì nó có chảy, mà cái chảy này cũng không đáng kể đó. Đùm sau á thì nó hình như là nó đẹp hơn cái đùm trước, nhưng mà vẫn có chỗ là nó sơn không đều, anh em thấy không. Đây, cái này nó hơi bị nhám nè. Đấy, còn mặt bên đây thì lại bóng. Đấy, mình quay clip anh em thấy rõ không. Đấy, đây là cái đầu tiên mà lý do tại sao mình làm ra cái trong bịch bên đây. Nhớ coi hết clip để biết trong đây là có cái gì nhé. Rồi, tiếp tục gì. Một bộ đồng gách leo winner bánh căm anh em mua có gì, như Boss đã nói là gồm một mớ món luôn, thì mình không cần phải nói lại. Các anh em muốn biết chi tiết có những gì thì qua trang của Boss gách leo xem trong đồng có gì, mình chỉ yêu những cái mà mình thấy thôi. Đấy, như cù dĩa này khỏi này, chả cái gì khác, mình chỉ review về nước sơn thôi. Mình thấy cái nước sơn nó không có, đây cái nước sơn nó là mình không có ưng, nó phải mịn màng và bóng bẩy hơn. Đấy, nhưng mà với giá cả của Boss đưa ra cho cặp đùm này thì mình với nước sơn vậy mình cũng không thể nói gì được, tại vì một mớ 6-7 món mà giá chỉ tầm như giá hiện nay giá đang bán là 650 cặp á, phân bộ á, thì không có nói gì cho cái màu sơn này được ha. Nè, màu sơn thì có này anh em thấy không, đây nó có mấy chỗ nó hơi bị hột nè anh em thấy không. Đấy, cái nước nhôm á, nước nhôm có mấy chỗ nó hơi bị hột và không có bóng. Đấy, thấy không, nó hơi bị nhám. Còn một cái, để mình tìm một cái đùm của gách leo mà thôi. Đây nè, cái đùm đang xài xe nè, đùm của Boss luôn nè. Đây là 2 năm rồi ha. Đấy, 2 năm rồi nha anh em thấy không, màu của nó rất là đẹp đó, bằng đùm trước đây nè. Đấy đó, rất là bóng bẩy, 2 năm rồi đấy. Này, mấy trong thì giờ hơi nổ rồi tại xài lâu rồi đó, nhưng mà đợt này không biết làm sao mà cái kiểu mà nó mình không ưng ý đâu lắm. Nếu mà anh em nào mà quan tâm tới đẹp mà kỹ lưỡng thì mình nghĩ khi mà mua cái đùm này 90% anh em sẽ về sơn lại. Sơn lại thì nó mới đẹp thôi, chứ cái màu này thì nó không đẹp lắm. Đúng không? Đấy, đây là đùm sau, đùm trước. Còn mấy cái này mà Boss làm ra thì rất là chất lượng rồi ha, không có cạ đĩa, không có gì hết. Anh em chỉ cần mua về đóng mặt đạn chỉ vô lắp như duyên ha. Đấy. Rồi, bây giờ mình tiến hành tới ở trong đây có cái gì. Phải xem nào. Đi. Là cũng là nhiều, 100 mày lắm á. Lấy 80. Sau cuối cùng rồi. Nếu em làm nay có intro rồi nhanh nha. À, mình chưa sơn phải không? Mày thấy lên.
thể lên chụp xuống. Thành Sơn cho mày thấy lên chụp xuống cái Thành Sơn. Không, em có mà. Tao bảo em có đụng trắng lắm mà. Thôi vậy thôi. Hả? Vậy thôi không? Phải không? Cứ thôi thôi. Đây là đùm sau cái qua máy phay xong rồi giờ mình qua tới khâu cuối cùng là mình tiện. Do phần phay á là phần chuyên nghiệp riêng, mấy các bạn cũng không thể làm tại nhà đâu. Bạn xem ăn cũng hiểu gì đâu nên cho lại coi khâu cuối thôi. Chứ phần đó là bí quyết nghề nghiệp các bạn thấy không? Cái đó rồi, cái lần này nó còn như thế này. Cái lần này là chưa. Mình đi chỉ xong cái này là mình đi xong rồi mình phải về mình phải vệ sinh. Đó, cho nó xong, còn cái này mới làm xong rồi nó còn mạt rất là nhiều rồi, thấy không? Đây là đùm bánh căm cho Winner của Getlayo hay bạn ha. Đây, Winner Sonic của Getlayo. Là mình sơn đen mình fit lại. Đó. Backup nó ra hình như thế này. Cái này thì mình làm cho mọi loại xe ha. Ví dụ như nói chung là xe nào có bánh căm đều làm được hết chứ không phải là con Sonic không. À, như mẫu này là mình có hai mẫu, mình làm mẫu chạy chỉ xéo như này với mẫu khế. Cái này là mẫu đùm khế đây. Xe nào làm cũng được ha, chứ không phải là chỉ Winner hay Sonic thôi. Đùm mẹ cũng có nhưng mà hiện Winner Sonic chưa ai làm hết, mình làm trước. Còn ẹt thì ta làm rất là nhiều rồi đó, tôi làm này trước cho anh em chơi, còn anh em muốn cái khác thì vẫn có thể làm thôi. Ngày mai mốt sẽ ra đủ xe luôn, còn ngày tới đây thôi đấy. Các anh em vừa xem đó là công đoạn bước cuối cùng của mình vừa mới làm cái ra cái đùm này ha. À đây, cái này là không những làm cho đùm, đây là hiện là cái này là đùm là Winner bánh căm ha. Đó, mình chưa rửa, mình chưa rửa, chưa vệ sinh nữa. Chắc mình nghĩ mình sẽ rửa vệ sinh và chụp vài tấm hình cho nó đẹp hơn. Đây là đùm bánh căm Winner sau khi mình đã mod xong này của Getlayo. Đây có mình làm hai cặp cho có hai mẫu, mình không làm nhiều tại vì cái hàng này là mình không làm nhiều nhưng mà vẫn làm có sẵn, nếu mà hết mình sẽ làm tiếp đấy. Đó lý do tại sao mà nãy mình nói là nước sơn nó không đẹp, mình muốn sơn lại á thì mình sơn lại sẵn sơ tiện sơn lại rồi mình mod cái đùm luôn đấy. Đấy, thấy không, sẵn tiện sơn lại rồi mod cái đùm luôn thôi. Cái hàng này không phải ở đâu cũng có bán đâu, chỉ có hầu như là bạn kiếm trên toàn nước Việt Nam thì có người mà bán những cái đùm này rất là ít, tại vì họ phải có máy làm như mình thì mới có được cái đùm vậy cho anh em chơi, còn nếu không anh em cứ mua cái này về anh em sơn đen thôi đấy. Đùm này là phong cách Thái Lan ha đấy, một bộ vậy mà nếu mà mình làm xong hẳn như thế này, anh em muốn hỏi là một bộ đùm mình làm như thế này là bán cho anh em là bao nhiêu tiền, thì giá của cái này là 650 trọn bộ, sơn hai cái này và phai cái này nữa một cặp đùm nữa là sẽ trên lệch lên là hơn gấp đôi một xíu. Mình sẽ bán cặp này 1.4 triệu, cháu hay nhật gửi chút coi đó. Cặp này mình sẽ bán 1.4 triệu ha, mẫu này thì 1.450 triệu, tại mẫu này sẽ khó làm hơn cái này đó, lệch 50.000, mẫu này 1.450.000 một cặp. Đây 1.4 triệu ha, là sơn đen vệ sinh này đủ cho anh em ha, anh em thấy không? Trong clip nãy mình đã cho họ đi luôn cái lần ở bên đây, nếu mà họ không đi lần ở bên đây nó sẽ không láng nữa, anh em khi mà về rửa xe cũng dễ đứt tay, đúng không? Đây, cái này là chơi vệ sinh nó không có đẹp đó, như nào vệ sinh xong á là nó chà láng đồ, kiểu là nhìn cái đệm là hơi bị bíp luôn. Anh em chỉ cần gắn này vô xe là nhìn ha, bạn mua nãy đâu bùm mới có chứ không đâu có thôi, không? Đây, đây là đùm trước. Nếu mà anh em có thấy cái này sẽ hỏi cái câu là ô là fan vậy rồi cái chỗ này nè, chỗ cái ngón tay đang chỉ này nó yếu rồi sao? Không yếu đâu,
anh em chạy chỉ có công liền chứ không ai mà tét đùm á, thấy không? Tại vì cái chân câm này, cái phần ở đây này, cái phần ngay chỗ ngón tay út mình chỉ nè, là ở cho ở sâu ở trong là cái lỗ, rồi từ đó ra ngoài đây rất là xa. Nếu chừng nào mình phay á, mà chỗ này nè, từ trong đây ra tới đây phay ngay chỗ này luôn nè, thì nó mới yếu. Còn nếu mình phay ở đây thì anh em thấy khi mình bệnh lại á, đó, thì cấu trúc đó là nguyên cái chữ A rất là cứng, anh em hiểu không? Đó, nên cứ yên tâm mà mua cái này chơi. Xe ở đây á, mình làm rất là nhiều xe rồi, nó chạy, nó gắn cái đùm này nó chạy ha, nó tung có cây chứ công cái niền chứ cái đùm không có sao á, cái đùm lấy xài hoài luôn không bao giờ hư á. Đó, còn đây làm giả huyết nữa nè. Đây, đây là đùm zin của da đó anh em thấy không, cũng phay lỗ rất là nhiều nhưng sao nó cứng, đơn giản là chứ nó giữ nguyên cấu trúc thì nó cứng thôi chứ đâu phải cứ phay lỗ là nó yếu, phay tầm bậy tầm bạ nó yếu anh em hiểu không, chứ đâu phải cái gì mà phay lỗ cho nó yếu, gắp phay lỗ yếu không yếu, phay tầm bậy tầm bạ nó yếu thôi. Ví dụ như một cái gắp anh em phay ở nhà ngoài không khoảng cách xa đó, lỗ nhỏ vừa tầm thì anh em phay một hàng vậy không sao, giờ anh em muốn yếu không phay mấy trong nữa, cái này thẳng đây không phay mấy tông cái nữa là yếu, phay mấy trên phay mấy dưới cái nữa là cái gắp là coi như là không có làm được cái gì luôn ha, nó phá vỡ cấu trúc liền. Đấy, đây là cận cảnh của cái này, anh em coi từ từ nha. Đấy, mẫu thì mình rất là nhiều mẫu, nhưng hiện tại mình chỉ phay hai mẫu thử nghiệm thôi, để cho anh em chạy winner có nhu cầu thì liên hệ mình, hoặc là những xe khác giống như là đùm xa chia mình sẽ làm tới đây, và đùm 150, 135 đều làm hết. Nó đùm quay gym cái đùm gì làm cũng được hết trơn á. Phay cái niền mình phay còn được mà, chứ mấy cái đùm nhầm mẹ gì. Thấy không? Đây trước, đây đằng sau. Đấy. Đây mình chạy chỉ luôn. Cái đùm đen mình chạy chỉ trắng như vậy thì khi mà xay nè, thấy không? Đấy, họ xay nè. Đấy, thì rất là ngầu lòi, thấy không? Đấy, rất là đẹp. Đây là đùm ghét leo anh em, nên cứ tự tin về chất lượng. Lý do tại sao nãy mình lấy đùm ghét leo ra là cho anh biết là cái này từ đâu ra, là cổ bót làm ra, là mình chỉ fit lại thôi. Giống như anh em thấy những cái phụt nitron đó, fit từ phụt ghét leo. Đương nhiên đồ ghét leo xài rất là ngon rồi, chỉ thay đổi màu sắc và kiểu dáng xíu thôi thì nó sẽ đẹp hơn, tốt hơn, thấy không? Mà không đụng hàng nữa. Chứ mà lấy mấy cái đùm Trung Quốc ra mà phay cho anh em thì anh em nói là ôi, mà cái đùm Trung Quốc xài gì mà xài. Đấy, đây tôi lấy đầu gạch leo ra tôi phay. Đấy, nè mod đùm gạch leo. Nè chạy chỉ hai sọc. Đấy. Nếu anh em thông thường anh em sẽ thích cái này hơn. Tại ta nghĩ là cái này cứng hơn, thật ra hai cái này cứng như nhau. Thấy không? Nó không ảnh hưởng gì hết. Đây phay ngay lỗ giữa luôn anh em thấy không? Đấy, nghiêng nghiêng đấy, phay lỗ giữa luôn. Đấy, ngay trong lỗ giữa luôn nha. Đấy. Rồi. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm. Nếu anh em thấy clip này thấy hay, nhớ bấm cho mình subscribe và một nút đăng ký kênh nếu anh em là người mới. Còn nếu clip thấy hay, nhớ bấm cho mình like ha. Rồi, có muốn comment, bình luận về, nhắn ở phía dưới. Có đóng góp ý kiến thì nói cho mình luôn. Để mình biết, mình sẽ làm những cái clip nào anh em muốn ha. Rồi, bye bye.